Chào các bạn đến với kênh Cơm Tiệm TV. Hôm nay mình làm món vịt nấu chao, mình chia đãi cho cả nhà mình thưởng thức. Thì mình làm thấy rất là ngon, thì mình quay video mình chia sẻ cho các bạn cùng làm. Với cách làm như thế này, vịt nấu chao rất là ngon, béo và thơm mùi chao, mùi đặc trưng mà không hôi dịch nha các bạn. Thì để làm món vịt nấu chao, ta cần những nguyên liệu như sau. Nguyên liệu để nấu vịt nấu chao gồm nửa con vịt khoảng 1,2 kg. Ta chọn vịt ít có lông lông con các bạn, vịt mập chắc và tươi ngon. Rồi nguyên liệu kèm gồm có phai cao và sả cây và chao, chao trắng, chao đỏ và ớt sa tế. Chao đỏ nha các bạn, chao đỏ để tạo màu cho đẹp và chao trắng để béo ngon. Và hành tỏi băm, cải ăn kèm với trái dừa tươi, nước cốt dừa, một chén nước cốt dừa nhỏ, bột ngọt, đường, hạt nêm. Thì chao đỏ thì tạo cái màu đỏ cho cái lẩu vịt cho nó ngon các bạn. Giờ chúng ta trước tiên là chúng ta đập sả cho dập và chúng ta cắt khúc. Cắt khúc về các bạn, mình lấy phần gốc cho nó thơm. Rồi. Bây giờ chúng ta chặt vịt đây các bạn. Chặt thành miếng vừa ăn. Không lớn lắm cũng không nhỏ lắm nha các bạn. Nhỏ quá thì nó dùng không ngon. Vịt chúng ta đã chặt xong rồi các bạn. Giờ chúng ta đi ướp vịt. Ta cho phân nửa hành tỏi vào. Rồi. Chúng ta cho 3 muỗng đường vào các bạn. 1,5 muỗng hạt nêm. Rồi, 1 muỗng bột ngọt các bạn, 1 muỗng lươn bột ngọt. Cho khoảng 1,5 muỗng chao trắng các bạn. Và 1,5 muỗng chao đỏ. Chúng ta nấu hai loại chao nó mới ngon và nó đẹp mắt hơn các bạn. Chao đỏ mình nấu vô vịt nấu chao cái màu rất là đẹp. Rồi chúng ta cho một ít ớt sa tế vô các bạn, tùy theo nhà mình ăn cay ít nhiều các bạn. Rồi ta dùng bao tay ta trộn đều lên các bạn. Chúng ta trộn đều, chúng ta để khoảng 1 đến 2 tiếng cho nó thấm mình nấu rồi các bạn. Thì chúng ta ớp 2 tiếng rồi, chúng ta cho cái chảo cho dầu ăn vào các bạn. Cho hành tỏi vào. Cho sả cây đập dập sắc khúc vào các bạn. Xào cho nó thơm. Chúng ta cho vịt vào. Ta chảo, ta xào đều, là trộn đều lên các bạn. Ta chán cái nước trong thau cho nó hết gia vị các bạn. Rồi cho nó săn lại, chúng ta cho nước dừa tươi vào các bạn. Rồi chúng ta nấu chút xíu nữa nó rút hết nước dừa thì nó cho thêm nước lạnh vào các bạn. Rồi chúng ta cho thêm một ít nước lạnh vào sắp sắp mà các bạn.
nó sôi cho lại thì chúng ta vớt bọt các bạn. Vớt bọt xong rồi chúng ta cho file cao vào các bạn. Chúng ta cho file cao vào. Thì ta nấu khoảng 10 phút nữa thì dịch nó mềm, file đã chín. Thì chúng ta cho nước cốt vào các bạn. Rồi, chúng ta cho nước cốt vào. Cho nó sôi trở lại, chúng ta nêm nếm lại cho nó vừa ăn. Thì chúng ta tắt bếp rồi các bạn. Thì cũng vừa ăn các bạn. Chúng ta tắt bếp, ta múc ra cái nồi đất hay cái lẩu gì cũng được các bạn. Các bạn thấy rất là ngon. Cái file cao hay là file sọ các bạn, file này rất là dẻo, ngon các bạn. Rồi mình bắt lên cái bếp. Rồi cho nó sôi gầm gầm, chúng ta cho miếng rau vào. Cho cải, bẹ xanh, mùng tơi. Rồi ta thưởng thức rồi các bạn. Giờ chúng ta múc ra cái chén. Thưởng thức cho nó ngon như thế nào các bạn ơi. Món này mình làm rất là nhiều lần rồi. Rất là ngon. Hôm nay mình tiện mình quay video, mình chia sẻ các bạn cùng làm. Thì các bạn thấy hay và hữu ích và nấu dùng thử thì thấy ngon thì chia sẻ cho bạn bè, anh em, người thân cùng làm. Các bạn thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh cho mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn video lần sau.